đến với kênh Nhi Bến Tre của mình nha. Hôm nay mình dẫn mấy bạn tới chỗ này để sống ảo nha mấy bạn. Mấy bạn thấy hay nhớ like, đăng ký video, chia sẻ ủng hộ mình nha mấy bạn. Mấy bạn theo dõi mình nha. Các bạn thấy nó giống thật không mấy bạn? Một vườn hoa anh đào luôn. Mấy bạn nào thích chụp ảnh thì tới đây. Đây có là cánh thiên thần nè. Y như thiệt luôn. Bên đây có mấy con bướm. Đó, mấy bạn thấy nó giống y chang. Đây có mấy con chim nè. Tranh 3D mấy bạn. Vô đây là chụp miễn phí nha. Nó là khu đô thị Hưng Phú, khu đô thị đang làm. Bên đây có con cá kè kìa nhông nè. Đó thấy không? Qua đây thì câu cá, để bộ đứng cầm cần câu, câu con cá. Bên đây có con cọp nhảy khỏi bức tranh. Giống y chang như con cà phê cũng có cái bóng nữa. Đây có con khủng long nữa nè. Mình sẽ bị khủng long dí hay gì đó. Bên đây thì có cá mập. Một bức tranh rất là sinh động luôn. Các bạn coi video mà thấy hay thì nhớ like, đăng ký video, chia sẻ video ủng hộ mình nha mấy bạn. Để mình có cái gì chỗ nào đẹp mình đi mình quay cho mấy bạn coi. Nó có người nhện đó nè. Khúc này nó hơi tối rồi nên thấy không rõ lắm nha. Đây có voi nữa nè. Đó, bạn nào hết sống ảo thì lại đây. Rất là tuyệt vời luôn. Như một bức tường khu đô thị mới nên vô đây chụp hình miễn phí nha bạn. Nó làm để người ta tới người ta biết khu đô thị mới đó. Quảng cáo đó. Cho người lùng xanh nó gì nè. Đây hơi bị chá đèn làm thấy không rõ. Đây có con ếch nè, buồn quá nha. Ở đây hết rồi nha mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn đã xem video của mình nha. Thấy hay nhớ like ủng hộ mình nha mấy bạn. Chào mấy bạn. Đây là toàn cảnh nha mấy bạn.